Tọa lạc ở số 1, đường Sư Liệu Quán, trên ngọn đồi có tên Hoàng Long Sơn, thuộc phường Trường An. Từ Đàm là một trong những ngôi tổ đình nổi tiếng ở Huế. Người dân yêu mến và tự hào về chùa Từ Đàm, bởi lẽ đây là nơi khởi phát ánh sáng đào vàng của dòng Thiền Lâm Tế, thuộc pháp phái Tử Dung Liệu Quán. Là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa trong lịch sử Phật giáo, vùng đất Thuần Hóa Phủ Xuân, Huế, cũng như trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trong lịch sử 300 năm xây dựng và phát triển, chùa Từ Đàm đã trải qua nhiều lần trùng tu. Đầu tiên là Hòa Thượng Thiệt Vinh, kế thế trụ trì sau Ngài Minh Hoằng. Sau đó là Đại sư Tế Ngữ, kế thế kế tục Ngài Thiệt Vinh. Đến thế kỷ 19, Hòa Thượng Đào Trung và Đại sư Từ Vân đã tổ chức trùng kiến ngôi chùa, đúc đài hồng chung. Sang nửa thế kỷ 20, Sư Bà Dù Không đã có thời gian trùng tu, lập chùa Sư Nữ. Sau một thời gian, Hội Phật học Trung Việt đặt trụ sở ở chùa, đã tổ chức xây ngôi chánh điện mới theo kiểu chùa hội. Năm 1961, chùa được Hòa Thượng Thích Thiện Siêu cùng với Hội Phật học tổ chức xây dựng cả cơ sở phụ của chùa. Đây là ngôi chùa với những công trình kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ đường nét truyền thống theo kiểu kiến trúc chùa hội mẫu mực. Do sự hư hại theo thời gian và nhu cầu phát triển Phật sự trong thời đại mới, nên chùa đều được Hòa Thượng Thích Hải Ấn trụ trì chùa đài trùng tu lại. Từ năm 2006 cho đến năm 2010 thì hoàn thành. Kiến trúc chùa Từ Đàm vẫn giữ nguyên kiểu kiến trúc trùng thiềm điệp ốc. Trong chánh điện, gián giữa thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng ngồi trên tòa sen. Hai tay đang bắt ấn tam muội. Hai bên là hai tràng phan để danh hiệu bảy Đức Phật quá khứ. Gián bên phải là bức phù điêu tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Gian bên trái là bức phù điêu tượng Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Tượng Phật ở chùa Từ Đàm được đánh giá là một tuyệt tác mỹ thuật với nét đặc trưng của nhân chủng Việt. Tượng do cư sĩ Nguyễn Khoa Toàn, quan tả Lý Bộ Học triều Vua Bảo Đại làm mắc kết vào ngày rằm tháng 7 năm Canh Thìn 1940 và được ông Nguyễn Hữu Tuân và thờ Phường Đúc Huệ rọt đồng. Hiện diện trong không gian của chỉnh điện và quanh khuôn viên chùa hiện là các câu đối của Thái tử Thiệu Bảo Tôn Thất Hưng và của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Trong 15 năm cuối đời ở Huế, chỉ sĩ yêu nước Phan Bội Châu cũng thường đến chùa và lưu lại tại đây hai câu đối. Bát nhã vốn không lời, rời bổn vế, trừ trăm không, ứng hóa tùy duyên, giảng diệu pháp vô lượng, vô biên. Bồ đề cần có nguyện, chứng minh tam minh, đủ năm mắt, tự thành quả phúc, thành từ tôn đại hùng, đại lực. Cùng trong lần trùng tu này, trong khuôn viên chùa có thêm tháp ứng tôn. Tháp cao 28 mét, hình bát giác, có 7 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 7, lần lượt thờ các vị Phật, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xả Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi vị Phật đều biểu trưng cho một công đức tu tập, đồng thời nói lên sự kế thừa truyền thống giáo pháp của Đức Phật từ ngàn xưa. Đối diện với tháp ứng tôn là văn phòng tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, văn phòng ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, thư quán và văn phòng gia đình Phật tử.
tất cả giữ cho ngôi đại Già Lam này vẫn mãi là một trung tâm Phật học và hoằng pháp của Phật giáo ở Thừa Thiên Huế. Văn phòng tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế được thành lập tại chùa năm 1981. Đây là cái nơi thì xuất phát ra những cái chỉ đạo của giáo hội, và vì cho nên đây cũng là một cái trung tâm quan trọng để mà hướng dẫn tất cả sự tu tập của tất cả các chùa và tất cả các niệm Phật đường trong cả tỉnh, trong cả nước. Chùa Từ Đàm ngày nay vẫn là một trung tâm lớn của mọi hoạt động Phật sự của Phật giáo Thừa Thiên Huế cũng như Phật giáo Việt Nam. Các khóa tu tập, giảng pháp, hành lễ, hội nghị, hoạt động Phật sự giới đàn, hoạt động văn hóa và sinh hoạt trao đổi tri thức thường xuyên diễn ra tại chùa. Vào những dịp lễ lớn như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, vân vân, Từ Đàm là một địa chỉ đón tiếp chư vị tôn đức lãnh đạo Phật giáo các nước, chư vị học giả, trí thức và nhiều đoàn du khách Phật tử trong nước, nước ngoài đến tham quan lễ Phật. Cùng tại đây, vào chủ nhật hàng tuần, dù mưa hay nắng, hàng trăm Phật tử cùng tụ hội tụng kinh cầu nguyện. Những lời kinh là con đường đưa người Phật tử đến với Phật, với Pháp, với Tăng. Những ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng là ngày Bồ Tát của chư Tăng và Phật tử. Hình ảnh của chùa Từ Đàm, nó đã gắn bó với tôi qua nhiều thời kỳ biến động, nhất là năm 1960 trở lên. Và từ đó tôi đã sinh hoạt thường xuyên ở cái đạo tràng Pháp Hoa chùa Từ Đàm này, trong mỗi tháng là có 4 ngày chủ nhật để chùa đạo tràng sinh hoạt tụng Pháp Hoa kinh. Vào đến chùa là một cái tấm hồn rất là thanh thản, trong chánh niệm tỉnh thức để hướng về Phật. Trước khi tôi nghỉ hưu, tôi về đi chùa Từ Đàm, thì tôi bước vào cổng chùa thì tôi thấy tâm tư của tôi rất thanh thản, cũng nhờ các thầy dạy cho những cái bài Pháp Hoa cũng như là đi tình giới, thì thầy giảng dạy cho rất là đến nơi đến chốn. Cho nên từ bản thân tôi như thế, tôi cũng tạo được điều kiện cho gia đình tôi, con cái tôi được đi vào khuôn khổ nề nếp của Đức Phật. Một phần tâm linh của chùa Từ Đàm đó chính là cây Bồ Đề, có nguồn gốc từ cây Bồ Đề Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo, được nhà sư Mahinda, nguyên thái tử, con vua A Dục, đem giống sang trồng tại Sri Lanka vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Khi sang thăm chùa Từ Đàm vào năm 1939, trưởng lão Narada, người Sri Lanka, đã lấy giống cây ở quê hương mình để trồng trước sân chùa. Hơn 70 năm qua, cây Bồ Đề này đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử diễn ra ở đây. Có đau thương mà hào hùng, có nhân hậu mà kiên quyết, có yêu thương và cũng đầy hoan hỷ, an vui. Dưới bóng cây xanh mát, biết bao người đã dần chân, lặng lòng mình nghe kinh, nghe pháp. Bao thế hệ đoàn sinh gia đình Phật tử, Từ Đàm đã sinh hoạt vào mỗi chiều chủ nhật. Trải qua bao dòng tổ của thời cuộc, bao buồn vui của cuộc đời, bóng mây lành chùa Từ Đàm vẫn che mát cho bao người dân xứ Huế. Đến đây, ai cũng sẽ tìm được sự bình yên cho tâm hồn. Tiếng chuông chùa Từ Đàm vẫn ngày ngày vang lên trên mảnh đất thần kinh, mang theo những thông điệp của sự phổ độ và nguyện cầu âm siêu dương thái. Mong muốn tiếng chuông ngân xa tác động đến mọi người, khiến cho họ phát tâm hướng thiện và được bình yên trong tâm thức. Mây trắng